Này, thầy phải dùng cái nồi công cuối cùng nè. Cái này phải cho lên. Dễ rồi đây. Trời hợp quá. Trời ơi. Nghe chưa? Nghe chưa không? Nghe chưa? Nghe chưa? Trời ơi. Nghe chưa? Nghe rồi. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Trời ơi, thầy ơi, nói nghe rồi. Trời ơi, bây giờ thầy nồi với con. Chúc thầy tới nha. Ngắn ngồi đợi anh tí. Thầy lâu quá ta. Anh tới kìa. À, chào thầy. Trời ơi. Thì chào bà con, thì ngày hôm nay thì được chủ nhà mời tới đây để trị bệnh thì cũng rất là vui. Rất là vui khi được đến đây để trị bệnh cho người thân của chủ nhà. Thì nói chung á thì thầy trị bệnh á, thầy không có lấy tiền nha. Thầy chỉ nhận chuyển khoản thôi nha. Có 5-10 triệu rồi thầy được rồi nha. Thì hôm bữa thầy có thằng lính theo. Nay hết tiền trả rồi. Cho thằng lính nghỉ rồi. Ha. Rồi mất ghế đây chị bệnh nha. Đây đây để nhà giờ nó qua thầy ơi. Về qua đi. Này phải đợi về nhà mới bưng luôn ha. Thầy kéo, kéo thầy nha. Nó không có khó. Rồi để hồi nó chạy đi dịnh lại. Vừa chạy nè. Rồi. Ráng đi. Này bị gì đây? Làm gì nó cứ đơ đơ vậy đó mà. Đơ hả? Nó ai lạ lạ mặc đồ vậy nè. Con trai mà thích vậy đó. Tóc tai đồ. Nãy giờ thầy vô á. Thầy thử con này giống như đưa dâu về hay gì á. Vậy hả? Thấy lạ quá. Phái tổng tài vậy đó. Lạ không? Thầy dán chị hết đi cho nó mặc đồ đàng hoàng lại. Con trai hả? Con trai. Con trai để tóc dài vậy? Phái. Dễ. Nó phái cái tông nó vậy hả? Trời ơi. Tóc giả hả? Thầy mà gỡ ra lột tóc đi hả? Thầy dễ chị. Bữa nay gặp thầy chưa lột cho nó im chứ mà bữa ha là nó dãy đành đặt rồi. Thầy gán đi. Sao mặt nó đơ quá ha? Mày lấy bệnh con nói bệnh gì? Nó cứ tối ngày nó như vậy nè, đơ đơ nói mà. Chuyện không nghe luôn à. Mà đơ đơ vậy đó, cái mặt thì cứ khờ khờ mà cứ vậy đó. Nói chung á, nhà mệt mỏi vậy đó. Cái ca này á, thầy chị có 1000 ca hả? Ca này bình thường thầy. Thầy gán chị đi. Nha, giờ bắt đầu nha. Dạ. Gán nha, gán hết nha con. Thầy trời ơi, đau dữ. Nghe không? Chưa nghe luôn á trời. Chưa thầy ơi. Nghe cái màu. Ủa? Chưa nghe. Có gì đâu khó thầy đó. Dán tiếp đi. Dán tiếp. Nghe chưa? Chưa nghe luôn hả trời? Chưa nghe luôn. Dán ngồi đừng nhảy nữa con. Dán đi thầy ơi. Cái nó nặng lắm bởi vậy làm phải giữ lên cái. Nghe không? Nói đi con. Nói đi. Trời, chưa nghe luôn trời. Chưa. Chắc giờ thầy phải dùng cái nội công thôi. Đợi thầy xíu nha. Dạ. Tâm linh quá. Đổ lên này dán giúp ca này. Nó nặng lắm rồi. Rồi đi con. Rồi lâu rồi hả? Thầy. Thầy. Trời ơi, ông chị bệnh ông ngủ cái gì mà ông gật gù vậy? Ngủ là mà ngủ. Ngủ. Thầy đang trò chuyện người cổ trên. Để chị bệnh cho nó làm phiên thầy sao được. Dạ, con tưởng thầy ngủ. Nhưng mà cuối cùng thầy cũng trò chuyện rồi. À. Bệnh trên đó. Cha là dễ. Dễ thầy ha. Tại vì thầy chỉ có 1000 ca. Ca này nó dán. Có yên tâm nha, nhớ nha. Dán nhớ ha. Nhớ như đây được rồi. Ừ, bảo cho. Rồi rồi. Dán lên con ơi, dán lên, dán lên. Dán lên. Nghe chưa? Dán nghe đi con. Nghe đi chưa? Trời ơi. Chưa lên đó thầy. Chưa thầy. Ơi. Nghe chưa? Nói đi con. Nói chưa luôn. Chưa nghe luôn. Nghe đi. Nghe chưa? Nghe đi. Chưa luôn trời. Cái kỳ vậy thầy, linh chưa? Này thầy phải dùng cái nồi công cuối cùng nè. Cái này phải cho linh. Dễ rồi đây. Trời hợp quá. Trời ơi. Nghe chưa? Nghe chưa không? Nghe chưa? Nghe chưa? Trời ơi. Nghe chưa? Nghe rồi. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Trời ơi, nói nghe rồi. Trời ơi, bây giờ thầy nói rồi. Ca rất là đơn giản. Không khó thầy đâu. Ơi, nghe rồi. Thấy không? Dạ. Nhớ nha. Dạ. Vậy là được rồi đó. Thầy không có nhận tiền nha. Dạ, nhớ con biết rồi. Chỉ bản thân Thảo thôi. Đó con biết gì đó. À, nhưng cái đó là cái bình thường rồi. Nhưng mà ở nhà này ha. Nó cứ nghe, giờ này nó nghe hết con. Ôi, được rồi đó. Nhưng mà ở nhà nó cứ nè, cái mặt đơ đơ vậy đó. Nhưng mà nha, cứ nó không có là nó không nói được. Là nó không được đúng không? Đúng rồi. Nó cứ hả? Nói thiệt nha. Cái chị mà kéo lữ á, thầy chị cả 10.000 ca. Trời ơi, mới nay đúng thầy luôn, gặp đúng chỗ luôn rồi con. Con thấy thầy quá vậy. Dạ. Bởi vậy con mới lặn lội mà thầy gì tới.
dễ ẹt à, gì khó thể chứ. Dán giúp luôn đi thầy. Kéo lưỡi không? Dạ dạ dạ. Nè, còn người bữa nay nói được luôn. Ơi ơi ơi. Ơi. Được. Ba. Ba đi. Ba. Kêu ba đi. Không có, ở nhà nó kêu tôi bằng má không hà. Má hả? Ừ. Hiểu ha. Thầy này. Rồi rồi, để làm lại ha. Nhà tôi với tính chỗ là lại nè. Dán đi con, dán đi. Má. Trời ơi. Thầy hay quá, vỗ tay. Hay quá thầy ơi. Không, giờ nè. Sao? Ở nhà còn ông ngoại nữa con, kêu ông ngoại. Ông ngoại không? À, ông ngoại nữa, ông ngoại thương con lắm đó. Ông ngoại. Chắc nói hai từ cũng được thôi. Một từ thì nói được rồi đó, mà hai từ này hơi khó nha. Nhưng mà thầy làm được. Gắn đi nó. Phim. Rồi rồi. Thầy có cách. Cái này á. Giống như vậy đó. Dạ. Thầy giống như vậy thôi. Đúng là đi con. Từ nói đó, đi. Ông ngoại á, người ta kêu bằng cụ. À, ông già rồi. Hai từ nó không được. Một chỉ một từ thôi. Đúng rồi. Còn cụ. Dạ dễ này nha. Nói đi. Cụ. Nói đi. Nói đi. Ngủ. Thấy chưa? Vỗ tay. Không, con nghe nó sao sao á. Sao hả? Tiếng cụ nó không có, nó là sợ. À. Thầy nghe rõ rồi coi nó như là. Bây giờ thầy ghép hai từ luôn. Ghép hai từ luôn. Ghép hai từ nha. Nhớ nè. Gán đi con hai từ đi con. Má. Thấy chưa? Đó lỏ. Cụ. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó đó rồi. Hay quá thầy ơi. À. Nhưng mà con nghe hơi lạc lạc. Lạc phải hỏi lại nữa coi. Bây giờ thầy sẽ nè. Cụ. Ngủ. Má. 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 Cụ. Má. Để ra rồi. Nó nói nhiều quá không tốt. Nó biết nói rồi đó, nó được đó. Trời vậy cũng được chứ. Rồi. Nói nghe cũng là hơi sao? Khó khó. Tại sao nó nghiệp nặng quá. Nó nói vậy được ok rồi. Dạ. 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 Vậy là xong rồi đó. Thôi. Đâu cậu nè Phan. Cậu nghe này nè. Nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn thầy đi con, thầy chỉ cho con đó. Rồi, vậy là ok ha. Vậy là một... rồi, vậy rồi. Xong rồi đó. Rồi, vậy hả? Rồi, dẫn về con. Đã, dạ, để con nãy con để con số tài khoản cho rồi cái con thơm thảo cho thầy. Rồi con đi về. Để cho thầy nhá. Thầy, thôi đi. Thấy không? Thầy là thầy chỉ vậy đó. Hết thấy không? Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hẹn người vào cái ca chuyện mình tiếp theo nha. Rồi, thầy nết. Hết hai cà phê, hân hạnh đồng hành cùng Út Nhật 66.